Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Thành phố Đà Nẵng thống nhất báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào đợt 1, tức vào các ngày 7, 8 tháng 7. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực cách ly y tế cũng sẽ tham gia dự thi cùng đợt và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chuẩn bị chu đáo và được hướng dẫn thực hiện nghiêm túc tại các điểm thi. Rút kinh nghiệm về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, cũng như căn cứ vào tình hình diễn biến dịch thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và những người làm công tác thi của kỳ thi. Công tác phòng chống dịch được chuẩn bị chu đáo và được hướng dẫn thực hiện nghiêm túc tại các điểm thi. Đối với các thí sinh thuộc diện F sẽ được dự thi cùng đợt và bố trí tại điểm thi riêng. Điểm thi được thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người làm công tác tổ chức thi. Kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 đợt 1, thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 31 điểm thi với 550 phòng thi. Trong đó có điểm thi trường trung học phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn có 12 phòng thi dành cho các thí sinh thuộc diện F do liên quan đến dịch COVID-19. Gần 16.400 người tham gia các khâu của kỳ thi, trong đó có hơn 12.700 thí sinh. Chúng tôi mong muốn những thí sinh đang ở ngoài thành phố thì khẩn trương trở về thành phố Đà Nẵng và Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tạo điều kiện để các em được tham gia kỳ thi. Riêng đối với điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện F, hội đồng thi đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất. Vì thế các thí sinh hãy an tâm, tự tin và thoải mái để tham gia tốt kỳ thi. Riêng đối với quý vị phụ huynh, tôi biết quý vị hết sức lo lắng, nhưng quý vị hãy động viên và không tạo áp lực để tạo cái tâm thế thoải mái cho thí sinh khi tham gia dự thi. Nếu trước ngày thi mà thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phụ huynh khẩn trương thông báo kịp thời đến điểm thi hoặc Sở Giáo dục Đào tạo để được hướng dẫn xử lý. Ngày mai, ngày 4 tháng 7, ngành giáo dục thành phố phối hợp với ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ coi thi, thanh tra đứng điểm, công an, bảo vệ, phục vụ y tế, tình nguyện viên tại các điểm thi. Ngày 5 tháng 7, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ban vận chuyển, thư ký, làm phách, chấm thi, cán bộ coi thi dự phòng, công an, bảo vệ phục vụ, cán bộ, công chức cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia các khâu của kỳ thi.